Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, 3 trận cờ hay của Lại Lý Huynh. Trận này diễn ra tối qua, ngày 10 tháng 11 năm 2023. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên Hồng Điệp cầm đỏ đi tiên, Lại Lý Huynh cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
chuyên. Trang chuyên. Trang chuyên. Trang chuyên. Trang chuyên. Trang chuyên.
将军。将军。Chơi đến đây, sát cục, Hồng Điệp, buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai, Hồng Vũ cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.将军。
将军。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 Chơi đến đây sát cục, Hồng Vũ buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ ba. Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Thanh Sơn cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。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 Chơi đến đây sát cục, Thanh Sơn buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em. Anh chị nhớ cho em xin một like và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị. Em xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.